con yêu quý của cha. Cha biết con có nhiều điều muốn nói cùng cha. Cha biết mọi mong muốn của con, nhưng con phải tin tưởng vào cha và tìm đến cha trong những thời điểm khó khăn này để những đe dọa và khó khăn không cướp đi sự bình yên và sự tự tin của con. Nỗi đau của con làm cha xúc động vào việc thấy trái tim chân thành của con đã chạm đến cha sâu sắc. Như cha đã nói trước, cha sẽ chúc phúc cho con bởi vì đó là điều cha mong muốn. Hãy nói với cha bây giờ rằng con sẽ nhận phước lành của cha và trân trọng nó. Hãy nhớ rằng trong những khoảnh khắc buồn bã của mình, cha giữ con trong lòng bàn tay ngài. Cha che chở con bằng sự bảo vệ thiêng liêng của mình. Cha yêu con bằng cả trái tim. Con là con của cha. Cha sẽ chúc phúc cho con vì cha muốn và vì cha có thể. Những gì cha hứa, cha sẽ thực hiện. Cha luôn ở bên con. Cha chưa bao giờ bỏ rơi con và cha sẽ không rời bỏ con bây giờ, ngay cả trong những thời điểm bão tố. Kế hoạch của cha lớn hơn kế hoạch của con. Suy nghĩ của cha bền vững và vĩnh cửu. Chúng sẽ dẫn dắt con đến một tương lai của bình yên và thịnh vượng. Không nghi ngờ gì nữa, mọi thứ có thể trông khó khăn nếu con không nhìn chúng với đức tin và hy vọng. Nhưng nếu con thay đổi quan điểm và thực sự tin vào lời cha, cuộc đời con sẽ thay đổi. Hãy tìm kiếm cha vào buổi sáng, cầu nguyện suốt cả ngày và trước khi đi ngủ vào ban đêm. Quỳ gối trước mặt cha vì điều đó làm cha vui khi con tìm đến cha trong lời cầu nguyện. Con có thể không nhận ra ngay bây giờ, nhưng cả thiên đàng rung chuyển khi con mở môi ca ngợi. Khi con cầu nguyện với đức tin, xin sự bảo vệ cho gia đình mình. Khi con khẩn thiết kêu gọi sự cứu rỗi cho họ khỏi bệnh tật và thảm họa. Khi con cầu xin với nước mắt rằng cha đừng bao giờ rời bỏ họ. Hãy lắng nghe câu trả lời của cha. Cha nói với con một lần nữa, ngay cả khi mọi người khác quay lưng lại với con, cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Ngay cả những người tuyên bố yêu thương con có thể làm con thất vọng, nhưng tình yêu của cha dành cho con lớn hơn tình yêu của họ. Cha không bao giờ nói dối. Cha sẽ không bao giờ thất bại con. Gia đình, tương lai, sức khỏe của con đều trong tay cha. Hãy coi trọng chúng, chăm sóc chúng và yêu thương chúng. Đừng coi thường những phước lành của mình, đừng xem thường chúng. Nếu con trung thành với những điều nhỏ nhặt, nếu con trân trọng những gì cha cung cấp trong thời điểm khó khăn, lời hứa của cha là phước lành của con sẽ phát triển và cha sẽ ban cho con càng nhiều hơn nữa, với giá trị vĩnh cửu và to lớn. Con yêu của cha, con yêu cha, chuẩn bị cho sự to lớn của cơ hội mà cha đang mở ra cho con. Nó sẽ làm con kinh ngạc. Hãy có đức tin, cam kết và khôn ngoan trong mọi việc con làm và chuẩn bị cho mọi thứ cha đã lên kế hoạch cho con và gia đình sẽ đến như một cơn mưa lớn của những phước lành kinh ngạc. Con đã xin một dấu hiệu để con có thể đưa ra quyết định về những điều con đang suy nghĩ trong những ngày này và đây là câu trả lời rõ ràng của cha. Hãy mạnh dạn, gạt bỏ mọi nỗi sợ đã giam cầm con trong nhiều năm trong tình huống không thể chịu đựng này. Giấc mơ của con lớn, ước muốn của con tuyệt vời, nhưng con đã bị giữ lại bởi nỗi sợ thất bại. Bây giờ là lúc để nắm lấy tay cha và bay lên. Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Đừng sợ hãi, hãy nắm chặt lấy cha và cầu nguyện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Cha sẽ ở bên con ngày đêm, đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra theo kế hoạch thiên thượng của cha. Hãy mở kinh thánh của con và cầu nguyện thành tâm, vì cha sẽ xác nhận qua lời của cha rằng tất cả những gì cha đã nói với con là sự thật, không phải là ảo tưởng. Trời và đất có thể biến mất, nhưng lời của cha sẽ tồn tại và được thực hiện. Cha sẽ hướng dẫn con đến nơi con cần đến, nơi con có thể phát triển. Cha sẽ tiết lộ cánh cửa đặc biệt mà cha đang mở cho con. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời con sẽ trải qua nhiều sự biến đổi. Hãy ôm lấy phước lành của cha và con sẽ thấy mình ở điểm khởi đầu, nơi tất cả dự án của con bắt đầu trở thành hiện thực. Con sẽ gặp những người khác chia sẻ con đường và tư duy của con cùng nhau. Con sẽ tạo ra một tương lai đầy phước lành và điều kỳ diệu, vì kế hoạch của cha rộng lớn hơn những gì con có thể tưởng tượng.
hãy tử tế và chu đáo với mọi người con gặp từ bây giờ trở đi. Con sẽ gặp những người tốt, chân thật và thú vị. Sự giúp đỡ sẽ đến từ những nơi không ngờ tới. Hãy luôn tỉnh táo và tập trung để khi cánh cửa cơ hội mở ra, con sẵn sàng và không bị phân tâm bởi những việc vụn vặt hoặc vô nghĩa. Con biết rõ cha, cha không cần phải nói thêm. Thông điệp của cha rõ ràng và con hiểu nó. Con biết rằng cha sẽ chỉ dẫn bước đi của con và luôn ở bên con. Hãy tin tưởng cha, yêu cha, ôm lấy mỗi ngày mới và những tình huống khác nhau trong đời sống của con. Con đã hỏi cha phải chịu đựng bao lâu nữa. Đây là câu trả lời của cha. Cha sẽ gỡ bỏ gánh nặng đó khỏi vai con để con có thể tận hưởng cuộc sống trở lại. Hãy dành một chút thời gian ngày hôm nay để ngồi yên và mở kinh thánh của con. Đọc lại những lời đã từng chạm sâu vào tâm hồn con. Nhớ lại những ngày đầy kế hoạch và giấc mơ. Khi khuôn mặt con rạng rỡ hạnh phúc, đó là những khoảnh khắc tốt đẹp. Nhưng cha sắp thực hiện một phép màu mới và sớm thôi. Thời gian tốt đẹp hơn và đẹp đẽ hơn sẽ đến. Con sẽ không phải đối mặt với nhiều thử thách nữa. Cơ thể con sẽ được giải thoát khỏi đau đớn và bệnh tật. Tranh chấp gia đình sẽ kết thúc và bạn bè tốt sẽ trở lại trong khi những người bạn giả mạo sẽ rời đi. Cha làm điều này vì lợi ích của con. Cha không muốn con bị tổn thương một lần nữa bởi những lời nói độc hại. Cha sẽ bao quanh con bằng những người tử tế, trung thành và yêu thương. Con sẽ được truyền cảm hứng với những khao khát mới để sống, để mơ ước một lần nữa, để thực hiện kế hoạch và mục đích của cha. Hãy để cha chia sẻ một bí mật. Cha cũng có những giấc mơ và khao khát. Và khao khát lớn nhất của cha là thấy con vui vẻ mãi mãi, tự do khỏi đau đớn và nước mắt. Vì vậy, đừng quay trở lại với những người, những nơi và những tình huống đã gây ra cho con quá nhiều đau đớn. Nếu con mệt mỏi vì đấu tranh và đau khổ vì những điều cũ, hãy để quá khứ lại phía sau và tập trung vào tương lai tươi sáng của sự thịnh vượng và niềm vui đang chờ đợi con. Cha đang phá vỡ những xiềng xích đã trói buộc con với quá khứ. Bây giờ con cần tập trung vào con đường phía trước và không bao giờ nhìn lại. Cha đã ném tội lỗi của con xuống đáy biển sâu. Những xiềng xích đã trói buộc con đã biến mất. Những tiếng nói làm tổn thương con không còn quyền lực đối với con nữa. Con không còn bị trói buộc với những người ngược đãi con. Cha ở đây với con và cha sẽ không bao giờ rời bỏ con. Nếu con đưa ra những quyết định quan trọng, con sẽ không đơn độc. Cha sẽ cung cấp cho những nhu cầu của con. Hãy nhớ đức tin của con vào cha. Sự tập trung vào tương lai. Đó là cách cha muốn thấy con và cách cha sẽ chúc phúc cho con. Đây là câu trả lời của cha cho câu hỏi con đã hỏi cha hôm nay. Chúng ta hãy có một cuộc trò chuyện rõ ràng. Cha muốn nói chuyện với con. Chỉ cần dành cho cha vài phút, chúng ta sẽ nói chuyện cởi mở và thành thật như những người bạn tốt. Con cần phải tin, biết và hiểu rằng cha cũng mong được dành thời gian với con. Cha không thích thấy những sự phân tâm đôi khi khiến con quên tìm kiếm cha. Cha luôn ở đây, hàng ngày, gần con. Con biết con đường đến với cha. Đừng cảm thấy xấu hổ khi đến với cha. Cha quen thuộc với cuộc đời con. Ngay cả khi con cố gắng giấu giếm hoặc không muốn nói chuyện với cha hoặc đọc lời của cha, hãy nhớ rằng con không thể ẩn giấu với cha. Tình yêu của cha sẽ tiếp tục tìm kiếm con và bất kể con ở đâu, cha sẽ tìm thấy con. Cha không muốn con bắt đầu ngày mới của mình với cảm giác buồn bã và cô đơn. Hãy tập trung vào tình yêu của cha dành cho con. Đừng lo lắng về những gì người khác đang nghĩ, làm hoặc nói ngày hôm nay. Đôi khi cần phải lánh xa tiếng ồn để dành đủ thời gian và đến với cha. Cha đã tìm kiếm con và cha đã tìm thấy con. Lời của cha cho con bây giờ là hãy chấp nhận cha, mở cửa, ôm lấy tình yêu của cha một lần nữa và nhận phước lành của cha. Cha yêu con và sẽ nhắc nhở con hàng triệu lần mỗi ngày. Cha biết rằng mặc dù con bận rộn với nhiều nhiệm vụ và mối quan tâm, dù con ở đâu, bất kể con đang làm gì, con có thể cảm nhận được cha trong trái tim mình. Con có thể sẽ khóc khi nhận ra đó là cha đang gõ cửa. Cha biết con đang lắng nghe và con nhận ra ai đang nói chuyện với con. Con sẽ dành một chút thời gian với cha hôm nay và mỗi ngày.
con sẽ bắt đầu nhận thấy những vấn đề trong cuộc sống của mình bắt đầu biến mất. Con sẽ thấy sự thay đổi ở bản thân mình và gia đình mình. Tất cả căng thẳng mà con đang trải qua sẽ rời bỏ qua cánh cửa đó. Tinh thần của cha sẽ vào và lấp đầy con với niềm vui. Con có hiểu không? Con yêu của cha. Bây giờ con biết và cảm nhận được tình yêu của cha dành cho con như thế nào. Hãy mang đến cho cha những yêu cầu của con. Nói chuyện với sự tự tin và đức tin. Cha yêu con sâu sắc. Hãy để cha cho con thấy điều đó. Con đã kêu gọi cha, khóc lóc xin sự giúp đỡ của cha trong nhiều giờ, tìm kiếm câu trả lời. Hôm nay, cha đến để đáp lại những câu hỏi của con, để đáp ứng những nhu cầu mà con đã đặt ra trước mặt cha. Cha đến để ban cho con tình yêu của cha và tất cả sự an ủi cho nỗi đau trong trái tim con. Con yêu của cha. Không có gì trên thế giới này xảy ra mà không có sự chú ý của cha. Cha biết tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống của con và gia đình con vào lúc này. Cha nói với con ngày hôm nay, hãy giữ vững đức tin của mình. Đừng nản lòng. Tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày. Cha sẽ lấp đầy tâm hồn con với bình yên và trí tuệ của con mỗi khi con nói chuyện với cha một cách chân thành và đầy đức tin. Trong thời điểm thử thách này, con sẽ học hỏi được nhiều điều. Con bây giờ đã biết rất rõ cách đưa ra những quyết định khôn ngoan và có lợi nhuận. Con đã thấy cách cha đứng bên cạnh con trong mỗi trận chiến mà con đã đối mặt. Cha đã bảo vệ con và ngăn cản những thách thức lớn hơn từ việc xâm nhập vào cuộc sống của con. Kẻ thù đã cố gắng tấn công con một cách bí mật, sử dụng những người không ngờ tới để cố gắng phá vỡ tinh thần của con và làm ô uế danh tiếng của con. Con đã được bảo vệ theo những cách mà con không thể hiểu được. Hôm nay cha ở đây để trao cho con phước lành và phép màu mà con đã cầu nguyện một cách thiết tha. Hãy đứng dậy bây giờ, lau đi những giọt nước mắt của con và đi đến cửa ra vào bởi vì cha đang gọi con. Mở cửa ra và cha sẽ nắm lấy tay con và dẫn con đến nơi thịnh vượng mà cha đã chuẩn bị cho con. Cha đang ban cho con một sức mạnh mà con chưa từng cảm nhận được trước đây. Cha đang chúc phúc cho con một cách sâu sắc đến nỗi con sẽ đứng lên ở một tầm cao mà kẻ thù của con không thể với tới. Cha sẽ không để bất kỳ ai khác làm nhục con nữa. Cha đang mở một cánh cửa mới rộng lớn đến nỗi con sẽ kinh ngạc bởi sự lớn lao của những phước lành và giải pháp mà cha đang đưa vào cuộc sống của con. Con sẽ khóc nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Con sẽ được trao quyền lực bởi sức mạnh mà Thánh Linh của cha thổi vào cuộc sống của con. Hãy đứng dậy, lau khô nước mắt của con bây giờ. Bước ra ngoài và đối mặt với cuộc sống với nụ cười của một người chiến thắng. Hôm nay cha đã nói chuyện rõ ràng với con. Phước lành của cha đang ở trên con. Con phải tiếp tục con đường của mình và không dừng lại. Hãy mở to mắt và chú ý đặc biệt bởi vì trong những ngày tới, cha sẽ tiết lộ một bí mật mạnh mẽ cho con và khiến con trải nghiệm tình yêu tuyệt vời của cha như chưa từng có trước đây. Cha chúc phúc cho con từ những khoảnh khắc đầu tiên của ngày hôm nay bởi vì cha muốn trái tim và linh hồn của con tràn ngập bình yên và niềm vui. Cha muốn con cảm thấy an toàn, biết rằng con có tình yêu của cha, rằng con luôn được cha chăm sóc và bảo vệ. Nếu con cảm thấy buồn và nản lòng, cha muốn con cảm thấy được nâng đỡ ngày hôm nay. Hãy tựa đầu vào ngực cha, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng mà cha đang đổ vào con. Thư giãn, con yêu, mọi thứ này cũng sẽ qua đi, mọi thứ sẽ ổn thôi rất sớm. Đừng bận tâm về những khó khăn của mình và hãy nhắm mắt lại một chút, cảm nhận cách tinh thần của cha làm mới con. Hát những bài ca vang lên trong trái tim con, đắm mình trong dòng sông tình yêu của cha và cha đảm bảo rằng những khó khăn của con sẽ sớm qua đi. Mọi thứ sẽ được cải thiện đáng kể. Cha chúc phúc cho con để con gặp được những cơ hội tuyệt vời và tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Con có một sứ mệnh mà cha đã giao cho con và đó là thúc đẩy gia đình của mình. Những thách thức sẽ xuất hiện, những thời điểm khó khăn sẽ đến. Chúng là một phần của cuộc sống và sự phát triển của con. Nhưng hôm nay cha đảm bảo cho con rằng con được bao bọc trong tình yêu của cha và con sẽ được chuẩn bị khi những thời điểm đó đến. Vì vậy, đừng sợ hãi hay tuyệt vọng. Cha đang ở đây bây giờ để lấp đầy con với nhiều trí tuệ,
tình yêu và sức mạnh hơn nữa để hướng dẫn vững chắc con qua tất cả những con đường này đầy chông gai và khó khăn. Cha quan tâm sâu sắc đến mọi cảm xúc của con và cha rất coi trọng tất cả những điều con hướng tới trong cuộc sống này. Cha biết những giấc mơ và kế hoạch của con. Có rất nhiều điều đẹp đẽ bên trong con. Con thật đặc biệt đối với cha. Con giữ chìa khóa của tình yêu, lòng tử tế và sự tha thứ. Thông qua tấm gương của con, nhiều người xung quanh con sẽ được truyền cảm hứng để vượt qua những cảm giác không đủ và bắt đầu biểu lộ những kế hoạch đẹp đẽ mà cha có cho cuộc sống của họ. Biết rằng ân sủng của cha luôn ở với con. Cha theo dõi con ân cần và hỗ trợ con bằng bàn tay chỉ dẫn của mình. Con sẽ là ngọn đèn sáng trong bóng tối cho nhiều người cần cha. Hãy can đảm và đón nhận những thử thách. Con sẽ phát triển trong nhiều nỗ lực và cha sẽ đảm bảo không ai có thể cản trở con. Hãy có đức tin, tin tưởng vào cha vì cha đảm bảo rằng cha sẽ đứng bên con, hỗ trợ con cho đến cuối cùng. Cha yêu con, được trao quyền lực, hành trình của con còn xa mới kết thúc. Đừng bị phân tâm bởi những con đường phụ mà con gặp phải. Tập trung vào thành công và những phước lành đang chờ đợi con. Cha liên tục cố gắng cho con thấy cha yêu con như thế nào. Cha không muốn con từ bỏ những tham vọng của mình. Hãy kiên trì một chút nữa và xem những giấc mơ của con được hiện thực hóa. Khi con đối mặt với những thách thức và trở ngại dường như không thể vượt qua, hãy nhớ những lời hứa mà cha đã dành cho con và những lần cha đã giúp con đạt được mục tiêu của mình. Học cách biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Đừng cầu nhàu hay nghĩ rằng cha đã bỏ qua con. Những suy nghĩ như vậy chỉ xuất phát từ những ảnh hưởng xấu. Đừng để tâm đến chúng. Cảm giác chán nản là bình thường. Cơ thể con mệt mỏi và tinh thần con có giới hạn, nhưng sẽ có lúc nghỉ ngơi. Có một mùa cho mọi thứ. Một thời điểm để chiến đấu và một thời điểm để nghỉ ngơi. Một thời điểm cho xung đột và một thời điểm cho hòa bình. Đức tin của con sẽ suy yếu và những thách thức sẽ xuất hiện khi con lơ đãng khỏi con đường của mình và bị phân tâm bởi những gì xung quanh con. Con quên những lời dạy của cha và bị ngấm vào những thông điệp về sự thất bại lan tràn xung quanh mình. Nhiều người có thể phản đối thành công của con nhưng đừng sợ ai. Tập trung vào những gì thiết yếu. Bên cạnh con chiến đấu là vị chiến binh vĩ đại nhất, thủ lĩnh của con, chúa tể của con, người sáng lập tất cả. Cha, cha trời của con. Kẻ thù của con có thể vào qua một cánh cửa với những lời đe dọa nhưng chúng sẽ ra đi qua một cánh cửa khác, bẽ bàng và bị đánh bại, không bao giờ làm phiền con nữa. Chiến thắng và thành công của con sẽ được hiện thực hóa, dù là trong thời gian của con hay như một di sản cho con cháu của con được hưởng. Những giọt nước mắt và nỗi đau của con đã được gieo vào mảnh đất màu mỡ của hy vọng, dù chúng có thể nảy mầm sau khi con đã lên thiên đàng đi chăng nữa. Cùng nhau chúng ta sẽ ngồi trên cao và vui mừng khi những lời hứa mà cha đã dành cho con trở thành hiện thực. Đừng nản lòng. Tiếp tục tiến lên. Nỗ lực của con sẽ được đền đáp. Cha sẽ trao vương miện chiến thắng cho con. Năm nay đã thật thử thách nhưng không lúc nào cha rời bỏ con. Bất chấp sự bất ổn toàn cầu, tin đồn về chiến tranh, dịch bệnh, những mối đe dọa về khan hiếm và đói kém, cha vẫn trấn an con. Con yêu của cha, con và gia đình con an toàn trong tay cha. Hãy chú ý bây giờ vì ba từ mà cha sắp nói với con sẽ được khắc sâu vào tâm trí và đóng dấu trong trái tim con, phục vụ như một liều thuốc giải cho mọi sự nản lòng và tuyệt vọng. Ba từ này mang sức mạnh to lớn và sự sống. Con đã sẵn sàng chưa? Tin vào cha. Đức tin của con nên đơn giản như hạt cải, không rắc rối. Không quy tắc phụ, chỉ là đức tin thuần khiết. Phép lạ xảy ra thông qua cha, không phải thông qua sức mạnh của đức tin của con một mình. Tin vào cha khi con nghe mọi người dự đoán về sự diệt vong. Hãy nhớ rằng trong khi thế giới có thể không cải thiện, sự cứu rỗi của con đang đến gần. Các thiên thần của cha đang chuẩn bị và sự trở lại của cha sắp xảy ra. Cha là duy nhất, không ai giống cha. Mặc dù nhiều người đã sai lầm tuyên bố danh cha và quyền lực của cha, cha vẫn đang trị vì, lắng nghe lời cầu nguyện của con, theo dõi con với tình yêu,
chỉ huy các thiên thần của mình để bảo vệ con, lắng nghe cẩn thận những người truyền cầu cho con. Cha đảm bảo rằng con đường của con vững chắc, rằng con luôn tỉnh táo, đèn dầu đầy sẵn sàng cho tiếng kèn vang lên sẽ thay đổi mọi thứ trong chớp mắt. Con sẽ cùng các thiên thần ca hát và tham gia trận chiến cuối cùng, một thời điểm của niềm vui vô cùng và chiến thắng tối thượng. Đây là điều cha có ý nghĩa bởi phước lành vĩnh cửu, cuộc sống dồi dào, sự tồn tại kỳ diệu ngoài tầm với của thế giới này. Khi thế giới tàn rã, cho con kế của cha đến ngày chiến thắng vĩ đại. Cha là mục tử của con, người chữa lành, người bảo vệ và người cung cấp. Con và gia đình con an toàn trong tay cha, được bảo vệ khỏi sự hủy diệt. Tin vào cha, cha mang lại bình an cho tâm hồn con và hy vọng, lấp đầy con với hạnh phúc và tin cậy, sức mạnh và kiên trì. Hôm nay là một ngày của phước lành. Hãy chấp nhận phước lành này với đức tin và khiêm tốn, không nghi ngờ. Cha nói chuyện với tinh thần của con, làm dịu nỗi buồn của con và chấm dứt nỗi đau của con. Đừng giữ những nỗi sợ hãi của con khỏi cha. Nếu tiếng ồn của thế giới mang lại sự sợ hãi, hãy tìm sự yên tĩnh của cha. Dành thời gian cầu nguyện, hấp thụ lời của cha và để những rắc rối của thế giới này phai nhạt khi con cảm nhận được tình yêu thiêng liêng của cha bao bọc con. Cha sẽ liên tục nhắc nhở con về tình yêu của cha và những khoảnh khắc đẹp mà chúng ta đã chia sẻ. Nhớ lại cách cha đã đáp lại lời cầu nguyện của con khi con ít mong đợi nhất, ban phước cho con dồi dào để củng cố đức tin của con và loại bỏ những nghi ngờ của con. Nếu con kiên trì cầu nguyện vào buổi sáng hoặc tối, cửa sẽ mở ra, kẻ thù sẽ lui bước, nỗi buồn sẽ biến mất và cuộc sống của con sẽ thay đổi. Cha hứa một tương lai tươi sáng, một sự tồn tại được chúc phúc ngay cả khi thế giới rung chuyển và nhiều người mất hy vọng. Hãy giữ vững lời của cha và không bao giờ ngừng tin tưởng. Tin vào cha trong những thời điểm tốt đẹp và càng nhiều hơn khi thách thức đến. Cha đang viết lời hứa này trong lòng con để con không bao giờ quên. Cha ở bên con mỗi ngày, bất kể thời tiết như thế nào, con mãi mãi dưới sự chăm sóc và bảo vệ của cha. Hôm nay cha muốn mang lại nụ cười cho khuôn mặt con. Cha muốn nâng cao tinh thần của con và thổi vào trái tim con niềm vui, niềm hạnh phúc thiêng liêng và không thể phá vỡ. Cha là lý do con thức dậy và sống mỗi ngày. Cha là con đường mà con đi, hướng mà con theo và cánh cửa mà con sẽ đi qua. Cha là bạn của con, người bạn đồng hành của con, Chúa của con, mục tử của con và con sẽ không thiếu thốn điều gì. Hãy nói với cha rằng con tin, chia sẻ với cha cảm xúc của con. Cha khao khát cho con bắt đầu mỗi ngày không còn buồn bã, lo lắng hay hoang mang. Biết rằng cha ở đây để hỗ trợ con, an ủi con, chữa lành những bệnh tật của con và giảm bớt nỗi đau của con. Cha muốn con cảm thấy bình yên, có một ngày tươi sáng và hạnh phúc hơn, đầy trông đợi những phước lành sắp hiện hữu trước mắt con. Con phải tiến lên bởi vì cuộc sống của con sắp được làm mới. Cha hứa sẽ khôi phục những gì đã mất đối với con và một số điều này sẽ trở lại với một thước đo lớn hơn. Con sẽ thu hồi những gì kẻ thù đã lấy đi từ con. Cha dự định chúc phúc con dồi dào. Hãy dành một chút thời gian với cha ngày hôm nay trong im lặng, quỳ gối. Hãy nói chuyện về những gì sắp đến. Đừng lo lắng về những chi phí sắp tới hay những nhu cầu nhiều của con. Lời của cha đảm bảo với con rằng con quý giá đối với cha và cha sẽ cung cấp cho những nhu cầu của con. Nếu bao giờ con cảm thấy quá tải và không chắc chắn phải làm gì, đừng tự nghiêm khắc với bản thân. Cha không bất mãn với con khi con cảm thấy gánh nặng bởi những thử thách của mình hay chịu đựng những yếu kém của mình. Hãy nhớ rằng cha đã đổ máu của mình cho con. Thông qua sức mạnh của sự phục sinh của cha, cha sẽ cứu con khỏi sự thất bại và tuyệt vọng. Đừng bị đe dọa bởi những thách thức của cuộc sống hay rút lui vào cô lập. Cha đã ban cho con sức mạnh và dũng cảm để đối mặt với những vấn đề của mình. Cha thấy sự trung thành và lòng cần cù của con. Con đã đầu tư nặng nề vào tất cả những nỗ lực của mình, phấn đấu cho những cơ hội tốt hơn. Cha muốn con biết rằng cha tự hào về con. Con là con của cha và không nên có bất kỳ nghi ngờ nào về điều đó.
con đã chứng kiến ân sủng của cha trong cuộc sống của mình, giúp đỡ con. Do đó cha đảm bảo rằng con sẽ thịnh vượng. Sự lười biếng sẽ không cản trở con. Con sẽ tiếp cận mọi thứ với lòng cần cù. Sự tử tế của con đối với người khác sẽ là lý do cho sự thành công của con. Giữ lòng khiêm tốn của mình và cha sẽ tiếp tục mở cửa cho con. Con đã chịu đựng nhiều điều. Đi qua những sa mạc đã thiêu đốt đôi chân con. Cảm nhận sự mệt mỏi của cái nóng không ngừng và để lại dấu vết của cuộc đấu tranh của mình dọc theo con đường. Nhiều người đã thấy những khó khăn của con nhưng không thể hiện lòng thương xót. Nhưng con yêu. Đức tin của con không dao động. Đó là lý do tại sao con ở đây ngày hôm nay. Nếu không phải vì đức tin bền bỉ của con, nếu con không bám vào những lời hứa của cha và giữ chặt lấy sự hiện diện của cha, con sẽ không ở đây ngay bây giờ, sẵn sàng nhận tin tức tốt lành mà cha sắp trao cho con. Cha yêu con sâu sắc. Thời điểm đã đến để con nhận được phước lành đã chờ đợi từ lâu. Với ít, con đã trung thành. Bây giờ cha sẽ giao cho con nhiều hơn. Trong những thử thách của mình, con đã duy trì đức tin phi thường. Bây giờ cha sẽ thưởng cho con niềm vui phi thường. Chuẩn bị bản thân cho môi trường mới để phát triển trong sự giản dị. Lấp đầy trái tim con với lòng khiêm tốn và chống lại những cám dỗ của kiêu ngạo và kiêu căng khi con gặp phải sự dư giả. Đức tin của con đã trở nên mạnh mẽ và bây giờ là thời điểm cho một phước lành lớn hơn. Cha tin tưởng nhiều hơn vào con bởi vì con đã thể hiện lòng tận tụy đối với những điều vĩnh cửu và không bị cản trở bởi những thử thách hay khó khăn. Con cũng sẽ đi trên mặt nước, chia đôi biển và xử lý với lòng khiêm tốn và trí tuệ sự dư giả đang đến với con. Con dũng cảm và không gì có thể làm gục con. Sự khắc nghiệt của các trận chiến sẽ không đánh bại con, cũng như con sẽ không rút lui. Giống như con cảm nhận sức mạnh này đang lấp đầy tâm hồn mình bây giờ, con sẽ giương cao thanh kiếm và khiên của lời cha, tiến lên không sợ hãi bất cứ điều gì hay ai. Con là một anh hùng của đức tin, một kẻ chinh phục gã khổng lồ, một người làm phép màu, một người phân phát phước lành. Cha đang thắp một ngọn lửa thiêng liêng trong lòng con. Cha đang thổi vào đam mê cần thiết để xây dựng cuộc sống của con, chiến đấu cho gia đình con, hiểu rằng con được tách biệt. Cha đã chọn con để chinh phục những thử thách của mình, để vươn lên và giúp đỡ nhiều người. Cảm giác này là của riêng con. Đó là một trách nhiệm lớn và cha giao nó cho không ai khác ngoài con. Con là chiến binh được cha chọn. Hãy nói với cha bây giờ, liệu con có chấp nhận tình yêu của cha, phước lành của cha và quyền năng vĩnh cửu của cha không? Con yêu của cha. Hãy thở ra, trao lại sự lo lắng và sự hồi hộp của con. Đến đây và tựa đầu vào vai cha một chút. Cha là Chúa của con, người yêu con sâu sắc, người an ủi con mỗi khi con nhắm mắt và khóc, không chắc chắn phải làm gì tiếp theo. Hãy để thế giới tiếp tục con đường của nó, nhưng con và cha sẽ dành một chút thời gian để nói chuyện, để lắng nghe con, để con chia sẻ mọi thứ với cha. Cha muốn con đứng dậy từ đây được tươi mới, trái tim con được củng cố, tinh thần của con được bình yên và tâm hồn của con được vui vẻ. Sáng nay con thức dậy với trái tim nặng trĩu sợ hãi và buồn bã, cảm thấy trống rỗng và khát khao. Nhưng cha mang đến cho con nước từ dòng sông sự sống của cha. Cha muốn tâm hồn con tìm được nơi nghỉ ngơi, được lấp đầy bởi sự hiện diện của cha. Cha muốn con được hạnh phúc, bất chấp nhiều thử thách cố gắng làm cạn kiệt ý chí sống của con. Cha chưa bao giờ rời bỏ con. Cha đã ban cho con tình yêu của cha, bình an của cha, lời của cha, tất cả những lời hứa hùng mạnh của cha để giúp con đứng vững trong sự hiện diện của cha. Trong sự hiện diện của cha có một ngọn lửa vĩnh cửu làm sạch mọi tội lỗi và ô uế. Ngọn lửa đó cũng thắp sáng trái tim con. Nhưng nếu con lắng nghe kẻ thù và bắt đầu lạc lối khỏi cha, chỉ còn khói và cho sẽ tồn tại nơi từng cháy bỏng tình yêu của con dành cho cha. Hãy cảnh giác, đóng cửa lại trước nỗi đau và đừng để những cảm xúc độc hại mà người khác gieo rắc trong con bén rễ. Con đã mệt mỏi vì sự khinh thường của những người con quan tâm sâu sắc. Những nỗ lực của con đã đáng kể nhưng chúng dường như không được công nhận. Mọi người đều chìm đắm trong cuộc sống riêng của họ,
chỉ thể hiện ít tình cảm đối với con. Cha hiểu sự thất vọng và buồn bã của con. Ngay cả cha cũng đã trải qua sự bỏ rơi bởi những người mà cha đã nuôi dưỡng, phản bội bởi những người mà cha đã cứu và phủ nhận bởi những người bạn thân khi bị thử thách. Tin vào cha vì cha thực sự hiểu cảm giác của con. Mang nỗi buồn và buồn bã của con đến với cha. Cha đang ở ngay bên cạnh con. Cha sẽ thỏa mãn lòng khát khao của con và truyền cho con những lời làm mạnh mẽ đức tin của con. Những giọt nước mắt của con sẽ trở thành niềm vui. Phước lành của con đang trên đường đến. Cha đã yêu con với một tình yêu vĩnh cửu và lòng thương xót của cha vẫn kiên định bên con. Cha nghe những lời cầu nguyện của con và mỗi lời mời gọi những phước lành thiêng liêng vào cuộc sống của con, ngôi nhà của con và trên những người con yêu quý. Cha sẽ nâng con lên khỏi sự tuyệt vọng sâu sắc này. Hãy nắm lấy tay cha, giữ chặt lấy. Đã đến lúc cho cha giúp đỡ con. Nỗi buồn sâu sắc và nỗi buồn sâu sắc của con đã lay động cha một cách sâu sắc. Cha nghe thấy tiếng khóc của trái tim con từ ngai vàng của cha. Hãy chuẩn bị vượt lên trên những thử thách mà con đang đối mặt ngày hôm nay. Bỏ qua những người nói rằng điều đó là không thể, để cho giấc mơ của con bay lên một lần nữa. Quay lưng lại với những người chỉ mang lại sự nản lòng và không đóng góp vào sự phát triển của con theo kế hoạch của cha dành cho con. Hãy lắng nghe cẩn thận, chỉ nghe tiếng nói của cha. Lời cầu nguyện chân thành của con, căn cứ vào đức tin mà kiên nhẫn chịu đựng và đợi chờ, mở khóa cửa cho những phép lạ và phước lành. Nhớ lại bao nhiêu lần con đã đối mặt với thất bại chỉ để thấy thủy triều thay đổi theo lời cầu nguyện của con, thay thế những gì dường như là một thất bại không thể tránh khỏi bằng một chiến thắng tráng lệ. Con đã chọn cầu nguyện thay vì tuyệt vọng, đức tin thay vì thất bại. Con đã bao nhiêu lần cảm thấy choáng ngợp chỉ để tìm thấy sức mạnh và can đảm sau khi cầu nguyện. Hãy nhớ những khoảnh khắc đó. Mặc dù mọi thứ đang tối tăm, mặc dù con ngước nhìn lên và không thấy ánh sáng trong tình huống này mà con đang sống, mặc dù con cảm thấy yếu đuối và không thể vượt qua được nghịch cảnh này, con sẽ nhận được chiến thắng của mình vì cha nghe thấy lời cầu nguyện của con. Cha thấy con vẫn yếu đuối, con lặng lẽ kêu cầu sự giúp đỡ của cha. Hôm nay là ngày cha sẽ đưa con lên cao đến nơi mà những vấn đề không thể chạm tới con. Hãy nắm lấy tay cha bây giờ và leo lên từng bậc thang đó bằng đức tin. Mỗi bước sẽ đưa con đến chiến thắng của mình. Lời cầu nguyện của con đã được nghe, ngay cả với tất cả áp lực, sự sợ hãi, sự đau đớn và tuyệt vọng bao quanh con. Con đã chọn tin tưởng vào cha và hôm nay con nhận được sự giúp đỡ của cha và câu chuyện của con sẽ thay đổi mãi mãi. Hôm nay cha sẽ đặt con vào những vị trí cao nơi không có nghịch cảnh nào có thể chạm đến con. Cha đã thấy con chịu đựng và khóc cho đến bình minh. Cha đã ở bên cạnh con. Cha đã cho con cái ôm chân thành của mình. Cha đã ôm con vào lòng như một đứa trẻ nhỏ với tình yêu và sự âu yếm của mình. Cha đã an ủi con giữa biển nước mắt và nỗi buồn không thể chịu đựng được của con. Con đã ngừng khóc. Sự bình yên đã lấp đầy tâm hồn con trong sự im lặng của bình minh. Cha đã nói chuyện với con, đặt tay lên con và cho con thấy sự trung thành của cha và khi con thức dậy vào buổi sáng, mọi thứ đã khác. Con hạnh phúc hơn, đầy hy vọng và tự tin hơn, vững vàng hơn trong đức tin của mình, mạnh mẽ hơn. Hãy lắng nghe cha cho đến cuối, con yêu của cha, bởi vì cha cũng muốn nỗi đau của con kết thúc và cuộc sống của con thay đổi. Đừng ngừng cầu nguyện, đừng ngừng tin tưởng, chiến thắng đã ở trong tay con. Con sẽ vượt qua mọi rào cản khi con tìm kiếm nhiều hơn nữa sức mạnh của cha. Sức mạnh này, đối với đôi mắt con, là không thể giải thích nhưng có khả năng tạo ra đức tin và hy vọng, mang lại cho con lý do để sống, lấp đầy tâm hồn con với lời ca ngợi. Cha biết con là người chiến thắng và con có thể làm được. Ngay cả khi con nghĩ đức tin của mình nhỏ bé, con sẽ có thể đối mặt với kẻ thù và đánh bại chúng. Cha nhìn vào trái tim con và cha biết con rất rõ. Cha nhìn xa hơn những vẻ bề ngoài, xa hơn những gì mọi người nghĩ. Nhiều người sẽ đến mỗi ngày và nói với con rất nhiều điều nhưng con sẽ đứng vững bởi vì con đã biết những gì cha nghĩ về con.
Đừng đặt quá nhiều tầm quan trọng vào những người sống mù quáng trong sự kiêu ngạo của họ. Cố gắng giành được tình bạn của con với những nụ cười giả tạo. Đừng dành thời gian của con cho họ. Đừng chia sẻ bí mật của con với họ. Đừng tin tưởng họ. Cha đã ban cho con cuộc sống dư giả. Con sẽ vượt qua mọi thử thách và con sẽ rất hạnh phúc. Nhưng con phải ngừng tìm kiếm sự chấp thuận của mọi người. Chỉ khi đó, con mới có thể tránh xa những người bạn giả tạo mãi mãi. Và nếu con cần một người bạn tốt để nói chuyện, con biết cha luôn sẵn lòng dành thời gian của mình cho con với tình yêu. Cha sẽ lắng nghe con kiên nhẫn trong khi con nói chuyện với cha. Cha sẽ im lặng. Nỗi đau của con sẽ kết thúc. Hãy nói với cha rằng con tin, kiên trì, đừng mất niềm tin. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi con yêu của cha. Cha hiểu những khoảnh khắc khó khăn và thách thức mà con đang trải qua. Cha biết tất cả những mất mát mà con đã trải qua. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ đã nhường chỗ cho nỗi buồn, làm nguội lạnh đời sống tâm linh của con, làm mở tầm nhìn của con về mọi thứ và tạo ra nỗi đau lớn. Kỳ vọng của con đã giảm sút, khiến con từ bỏ nhiều mục tiêu và dự án của mình. Tất cả những điều này khiến con cảm thấy như con không thể chịu đựng thêm nữa, như thể con sẽ không vượt qua được. Cha biết rằng mỗi đêm con thở dài nhớ lại những gì con đã từng là và đã làm trong quá khứ, khao khát những gì con đã từng có. Con đã hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình và tìm kiếm sự công nhận từ những người xung quanh, khiến bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng trái tim con đã đầy kiêu ngạo và tự phụ. Họ đã ca ngợi con, đưa con ra khỏi sự hiện diện của cha và bỏ qua lời của cha. Bây giờ con tìm thấy mình đang chìm trong nỗi buồn và lạc lối, không thể tìm thấy lối thoát. Con cảm thấy như thể những ngày và tháng trôi qua mà không có sự thay đổi rõ ràng. Tuy nhiên, cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Cha chưa bao giờ rời bỏ con. Đó là lý do tại sao hôm nay cha yêu cầu con lắng nghe tiếng nói của cha và chú ý đến lời của cha. Cha muốn nói với con hãy quay trở lại với cha hoàn toàn, hướng về sự hiện diện của cha với lòng ăn năn, và cha sẽ củng cố đức tin của con. Hãy tìm kiếm cha bằng cả trái tim để con có thể tìm thấy cuộc sống trọn vẹn trong cha và do đó lấy lại những phước lành mà kẻ thù đã cướp đi từ con. Kẻ thù không chỉ tìm cách lấy đi mọi thứ từ con mà còn tìm cách mang sự hủy diệt và cái chết đến cuộc sống của con. Đó là lý do tại sao hôm nay, con yêu của cha, cha ở đây để cứu con và cung cấp mọi sự giúp đỡ của cha. Hãy quay trái tim con về phía cha, trao cho cha toàn bộ con người của con và cha sẽ làm sạch điều xấu trong con, khôi phục lại con người của con và làm mới trái tim con. Tất cả những gì con đã mất, tất cả những gì đã bị lấy đi từ con sẽ được trả lại cho con nhiều lần hơn. Con chỉ cần tin tưởng vào cha hoàn toàn, bằng cả trái tim, tâm trí và sức mạnh của con. Hãy nhớ rằng, những lời hứa của cha luôn trung thành và đúng sự thật. Hãy có đức tin, con yêu của cha. Hãy có đức tin, con yêu của cha. Con sẽ thấy mọi thứ mà con đã từng mất sẽ được khôi phục và con sẽ lại được hưởng niềm vui, bình an, an ninh và sự dư giả của những phước lành. Chỉ cần tin vào cha, tin vào lời của cha và để cha tắm cho con bằng tất cả tình yêu mà con xứng đáng nhận được. Hãy để cha hướng dẫn cuộc sống của con, cung cấp sự bảo vệ ở mọi bước đi con đi. Hiểu rằng, dù vực thẳm mà con đang ở bây giờ có sâu đến đâu, hay bao nhiêu lần con đã quay lưng lại với cha, cha chưa bao giờ rời bỏ con. Cha sẽ luôn ở đây để hỗ trợ con và dẫn dắt con đến ánh sáng, đến nơi của hạnh phúc. Vì vậy, hãy tin vào cha, tin vào sức mạnh chữa lành và phục hồi của cha. Con sẽ thấy cuộc sống của mình sẽ nở hoa trở lại. Trong cha, con sẽ tìm thấy sự bình yên mà con khao khát và sức mạnh để đối mặt với bất kỳ thử thách hoặc nghịch cảnh nào mà cuộc sống ném vào con. Hãy luôn nhớ, con yêu, con không đơn độc trong cuộc hành trình này. Cha đi cùng con, cha ở bên cạnh con ở mọi bước đi, ngay cả trong những khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc sống con. Đừng quên rằng tình yêu của cha dành cho con là không thể phá vỡ và lòng thương xót của cha không biết bao la.
dù con đã bao nhiêu lần quay lưng lại với cha hay bao nhiêu lần con thất bại, cha sẽ luôn ở bên cạnh con, chờ đợi trái tim con quay trở lại với cha để cha có thể cung cấp cho con sự tha thứ vô hạn, bình an và hạnh phúc mà con khao khát. Hãy đến với cha, con trai của cha, hãy đến với lời của cha, bởi trong đó con sẽ tìm thấy sự an ủi và trí tuệ để đối mặt với những thử thách của mình. Trong đó con sẽ tìm thấy lối thoát và giải pháp cho mọi vấn đề của mình. Con chỉ cần tin tưởng vào cha và cha đảm bảo rằng trong ân sủng của cha, con sẽ vượt qua mọi tình huống bất lợi. Đừng quên rằng tình yêu của cha dành cho con không phụ thuộc vào hành động hay công lao của con. Tình yêu của cha là một món quà được nhận bằng ân sủng và cha trao nó cho con một cách tự do. Vì vậy, hãy đến với sự hiện diện của cha, con yêu của cha. Ở đây cha sẵn sàng giúp đỡ con và đón nhận con với vòng tay rộng mở. Hãy để cha chữa lành những vết thương đã để lại sẹo trên trái tim con. Hãy đến với cha với những gánh nặng của con. Cha sẽ mang chúng cho con. Sức mạnh của cha có thể biến mọi đau đớn thành sức mạnh, mọi buồn bã thành hy vọng. Hãy bước đi một bước đức tin ngay bây giờ, con yêu của cha, và đặt mọi thứ trước mặt cha. Cha sẽ ban cho con sức mạnh, can đảm và dũng cảm để vượt qua nỗi buồn và trầm cảm đang đè nặng lên con. Chỉ cần nắm lấy tay cha và để ánh sáng của sự hiện diện của cha xua tan bóng tối trong cuộc sống của con. Đừng sợ làm điều này bởi vì cha sẽ là nơi trú ẩn của con trong cơn bão, sự bình yên trong nỗi đau, bạn đồng hành trong cô đơn và sự an ủi trong đau đớn. Tin tưởng vào cha, con yêu của cha, tin vào những lời hứa của cha. Cha sẽ là khiên chắn và tảng đá vững chắc của con. Ngay cả khi những vấn đề làm cho con choáng ngợp, cha sẽ nâng con lên và giữ cho đầu con cao. Trong cha, con không có gì phải xấu hổ vì ánh sáng của cha sẽ chiếu sáng con đường của con và dẫn dắt con đến niềm vui và sự thỏa mãn mà con tìm kiếm. Luôn luôn cảm thấy tự do đến với cha trong lời cầu nguyện. Cha luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của con. Hãy biết rằng bất cứ điều gì con yêu cầu trong đức tin, tin rằng điều đó tốt cho con và cho người khác, cha sẽ ban cho. Vì vậy, hãy tin tưởng vào cha và vào lời của cha dành cho con yêu của cha, vì cha mong muốn con thịnh vượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đừng ngần ngại đến với cha, cha sẽ hướng dẫn con với ánh sáng của lời cha, cung cấp trí tuệ và hướng dẫn cho cuộc sống của con. Nếu đôi khi con thất bại hay cảm thấy yếu đuối, hãy nhớ rằng trong cha, con sẽ luôn tìm thấy nhiều cơ hội và sự tha thứ cho những sai lầm của mình. Tin tưởng vào cha và để cha lấp đầy mọi phần của trái tim con với tình yêu của cha. Hôm nay cha tuyên bố con được tự do khỏi mọi sự đau khổ và trầm cảm đang tàn phá tâm hồn con hàng ngày. Hôm nay cha phá vỡ mọi xiềng xích của sự áp bức đã mang lại sự chán nản, buồn bã và tội lỗi. Hãy bỏ quá khứ lại phía sau và tiến về phía trước với tương lai hứa hẹn mà cha đã chuẩn bị cho con. Đừng nhìn lại với sự ân hận hay nuối tiếc, cũng đừng lắng nghe tiếng nói của kẻ ác. Hãy nhớ rằng trong tình yêu của cha, con sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ và phục hồi cho tâm hồn của mình. Từ hôm nay, hãy đi tiếp tục với sự tự tin, biết rằng con là con yêu của cha, kho báu lớn nhất của cha và cha đang dẫn dắt con bằng tay đến cuộc sống trọn vẹn mà cha đã hứa cho con. Chỉ cần tin tưởng vào cha và con sẽ thấy tình yêu của cha biến đổi và củng cố con ngoài sức tưởng tượng của con. Không có điều gì xấu xa sẽ xảy ra với con. Con ở trong tay cha. Ngay cả khi những thời điểm khó khăn đến, hãy giữ lấy lời hứa này. Nếu ai đó rời bỏ cuộc sống của con, nếu một cánh cửa đóng lại, nếu con mất đi một thứ vật chất, đừng sợ hãi. Con vẫn đang sống. Cha yêu con. Con ở một nơi rất đặc biệt. Ý của cha là con được chữa lành. Ý của cha là xoa dịu tâm hồn con bằng sự an ủi của cha và lấp đầy con bằng thánh linh của cha. Cha biết những khó khăn của con và cũng là ý của cha để con có bình an, để con không thiếu thốn điều gì. Hãy tiếp tục công việc hàng ngày của con một cách chân thành, không sợ hãi hay bất ngờ nào. Cảm nhận mình được yêu thương và bảo vệ sâu sắc bởi cha trên trời.
những thay đổi xảy ra xung quanh con là công việc của bàn tay quyền năng của cha. Dọn đường, loại bỏ trở ngại và giữ những người có hại xa cuộc sống của con. Loại bỏ những điều khiến tâm hồn con bị tổn thương. Đừng ngừng hoạt động của mình. Đừng cô lập bản thân vì sợ hãi. Đừng ngừng cầu nguyện và cảm tạ. Đừng trốn tránh ai. Đặc biệt là đừng trốn tránh cha. Cha muốn ban phước cho con nhiều hơn con có thể tưởng tượng. Cha có quyền năng thực hiện những phép màu vĩ đại. Cha có thể xóa bỏ những sai lầm trong quá khứ của con và làm cho tương lai của con tuyệt vời. Cha muốn tiết lộ cho trái tim con ý nghĩa của sự hy sinh của cha. Cha đã hy sinh cuộc sống của mình trên cây thập tự giá và đã gánh lấy những hình phạt của con. Cha đã chịu đựng vì con. Hãy tin tưởng vào cha. Cha đã đến để lấy đi tội lỗi của con để con không còn cảm thấy bị từ chối nữa. Con có một di sản của cuộc sống để nhận. Cha có những phước lành và bình an cho con. Cha đã chồng con trong một nơi của tình yêu dồi dào. Cha muốn con cảm nhận được mình được yêu thương và được bảo vệ ngày đêm, dù trời nóng hay lạnh, dù con đi đâu. Cha đang loại bỏ cảm giác cô đơn sâu thẳm đó, cái rỗng bên trong con đó, cái sợ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nếu con đã bị phản bội và để lại với một trái tim tan vỡ, vinh quang của cha đang bao bọc con. Vinh quang đó đang dịu dàng nói về tình yêu vào trái tim con, chữa lành những vết thương của con, gột rửa con và nâng con lên một tương lai hứa hẹn. Đừng khóc vì những người không trân trọng con. Đừng giữ chỗ trong trái tim con cho những người đã làm tổn thương con. Nếu họ chọn rời đi, hãy để họ đi. Nếu họ cân nhắc quay trở lại, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Hãy cẩn thận và đừng tin tưởng mọi bàn tay giang ra. Cha không muốn con cô đơn. Cha quan tâm đến trái tim và đời sống tình cảm của con. Hãy để cha xử lý mọi thứ theo cách của cha. Đừng vội vàng với thời gian của cha. Đừng khăng khăng về những phản hồi ngay lập tức. Đừng khao khát sự trở lại của những người đã phản bội con. Thay vào đó, hãy học cách đánh giá cao bản thân mình. Hiểu giá trị của bản thân mình. Con mang thánh linh của cha trong mình, dịu dàng như một con chim bồ câu. Hãy để nó hướng dẫn trái tim con với sự hiện diện nhẹ nhàng của nó. Hãy đối xử tử tế với nó. Yêu thương nó như một con chim bồ câu che chở con cái của mình khỏi bão tố. Tâm hồn con cũng sẽ được bảo vệ và tinh thần con được an ủi. Một ngày nào đó, khi con bước vào nhà trên trời và nhìn thấy cha trực tiếp, con sẽ hiểu những thử thách mà con đã đối mặt. Nhưng bây giờ, cha muốn con trải nghiệm một chiếc mùa của thiên đường trên trái đất, cảm giác của tình yêu vĩnh cửu, không thể phá vỡ, của sự dịu dàng thiêng liêng tỏa sáng rực rỡ hơn ngàn mặt trời và bao bọc con trong ánh sáng trắng rực rỡ. Cha mong muốn ban phước cho con, yêu thương con, bảo vệ con. Tin vào điều này, hãy để cha chăm sóc con. Cuộc sống của con ở trong tay cha. Hãy để cha sắp xếp những hoàn cảnh và con người xung quanh con. Cha chưa bao giờ có ý định để con đi qua cuộc sống một mình, luôn gánh vác những lo lắng hoặc sợ hãi về những gì có thể xảy ra. Đừng sợ hãi và đừng bám víu vào bất cứ thứ gì vật chất. Miễn là con sống, con có nhiều hơn chỉ là hy vọng. Miễn là con có đức tin, cửa đang mở ra. Phép màu có thể xảy ra. Hãy làm một việc cho cha. Hãy đến với mọi thành viên trong gia đình và nói với họ rằng cha yêu họ sâu sắc, nhẹ nhàng, bình yên. Đặt tay lên vai họ, nhìn vào mắt họ và nói rằng Chúa nói Ngài yêu họ và con cũng vậy. Đừng ngại khóc nếu họ thấy con khóc. Hôm nay, hãy bắt đầu một phép màu của sự phục hồi và chữa lành trong nhà của con. Hãy ôm lấy phước lành thiêng liêng và siêu nhiên này mà cha gửi đến con. Nó đang phát triển, đang đến gần thành quả. Hãy chấp nhận nó một cách biết ơn. Quay lại ngày mai, cha muốn nói chuyện thêm với con. Con sẽ nghe thấy tiếng nói của cha một lần nữa, cảm nhận sự bình yên của cha và biết rằng cha luôn ở đây cho con. Với tình yêu, cha vững vàng, không lay chuyển. Hãy nhắm mắt lại,
hít một hơi thật sâu của không khí thiêng liêng này mà cha gửi đến để làm mới con. Nếu con phải đi nhanh, hãy mang theo sự bình yên sâu sắc này và để lại những lo lắng của con với cha. Đôi khi con có thể cảm thấy không xứng đáng, nhưng tình yêu của cha dành cho con vẫn vững chắc. Con cố gắng tiến lại gần hơn nhưng do dự không buông bỏ những điều làm rối loạn sự bình yên của con. Những nghi ngờ giữ con lại và con tiếp tục mang theo gánh nặng đắng cay đó. Hãy lắng nghe tiếng nói dịu dàng của cha, làm lành con. Hãy để cha in dấu lời của mình sâu vào trong linh hồn con. Nghe cha nói rõ ràng, cha yêu con tự do. Cha ôm con nhẹ nhàng. Cha giữ con trong tay mình. Hôm nay, khi con đối mặt với những thử thách, hãy nhớ sự hiện diện của cha. Cha sẽ ở đó, thì thầm những lời chữa lành, động viên con. Đừng quên cha, đừng lạc lối hay để cảm xúc lừa dối con. Cha sẽ thắp sáng ngọn lửa trong trái tim con và ngay cả trong những thời điểm tối tăm nhất, ánh sáng của cha sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất, như mặt trời chiếu sáng ngày của con. Những kẻ thù tinh thần ngày nay cố gắng làm buồn con sẽ biến mất. Hãy cho cha cơ hội để cho con thấy tình yêu sâu sắc của cha. Nghe tiếng nói của cha suốt cả ngày, nó giống như dầu thiêng liêng đang đổ lên con, chuẩn bị con cho những phước lành. Cha đang làm trong sáng tâm trí con khỏi những niềm tin sai lầm. Nếu con vấp ngã, sự tha thứ của cha sẽ nâng con lên. Không phải ý của cha là để con sống trong sự đánh bại, bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi, tội lỗi hay hối tiếc. Cha không ở đây để kết án hay phán xét con. Nếu trừng phạt là ý của cha, con đã không còn ở đây nữa. Vì vậy, hãy chấp nhận tình yêu mà cha đã lâu nay cung cấp. Đừng quay lưng lại. Con đứng trước sự lựa chọn giữa hai con đường, một dẫn đến một vĩnh cửu tuyệt vời với cha và con đường kia dẫn đi xa cha. Theo cha, biết cha có thể không làm đơn giản hóa cuộc sống của con, nhưng cha sẽ luôn hỗ trợ con khi cần thiết. Thánh linh của cha sẽ an ủi con trong nỗi buồn. Lời của cha sẽ hướng dẫn con. Sự hiện diện của cha luôn dễ tiếp cận. Con có thể tự tin đưa ra những lời cầu nguyện chân thành của mình cho cha. Nếu con giao phó gia đình mình cho cha, cha sẽ yêu thương họ, che chở họ với niềm vui và làm giàu cho họ. Cha sẽ bảo vệ họ khỏi tổn thương, kẻ lừa đảo và mất mát. Cha sẽ bao quanh nhà con với các thiên thần, sẵn sàng bảo vệ chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Cha không thay đổi và cũng chắc chắn như trái đất quay và các ngôi sao tỏa sáng vào ban đêm. Vòng tay của cha sẽ hỗ trợ con bất cứ khi nào con nghi ngờ. Loại bỏ bất kỳ sự không chắc chắn nào, không lực nào trong vũ trụ có thể lấy đi sự bình yên và hạnh phúc vô cùng mà cha cung cấp cho con. Cha yêu con, những lo lắng của con đã được giải quyết. Đã đến lúc trao lại tất cả những lo lắng, lo âu và nỗi buồn của con cho cha. Tinh thần của cha sẽ bao phủ và an ủi con. Trong trái tim con, những khát vọng mạnh mẽ để sống và chinh phục đang được khơi dậy lại. Cha sẽ mở những cánh cửa mới cho con, nhưng con cũng phải nhận thức được giá trị bản thân và cho mình một cơ hội khác. Con có ân điển của cha, hãy chấp nhận sự tha thứ của cha ngay bây giờ. Biết rằng sự ăn năn của con là chân thành và đúng đắn. Cha không tập trung vào những sai lầm của con. Cha sẽ không nhắc nhở con về những thất bại của mình hay đưa ra những lỗi lầm trong quá khứ mà ám ảnh con. Cha đang xóa bỏ mọi nỗi đau không cần thiết đó. Con được tự do và được chữa lành ngay bây giờ trong sự hiện diện thiêng liêng của cha. Con sẽ luôn nhận được những câu trả lời mà con cần và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Kẻ thù không vấn đề gì hay kẻ thù nào đủ mạnh để lấy đi niềm vui mà cha đã chuẩn bị cho con. Tin vào điều này, ngay cả khi con không thể nhìn thấy hay cảm nhận được ngay lập tức. Khi những phước lành này đến, đó sẽ là một ngày vinh quang và con sẽ trải nghiệm niềm vui như chưa từng có trước đây. Từ thời điểm này trở đi, cha sẽ sức dầu thánh cho con và quyền năng thiêng liêng của cha sẽ ngày càng lấp đầy con mỗi ngày. Sức mạnh của con sẽ tăng lên, tâm trí của con sẽ được làm mới. Con sẽ hiểu rõ những lời hứa của cha trong mục đích của con rõ ràng.
con sẽ biết nơi nào để đi và điều gì cần làm để hoàn thành sứ mệnh của mình. Cha xác nhận rằng những năm khó khăn nhất đã qua. Những gì phía trước là một mùa gặt hái, nơi con sẽ thu thập nhiều phước lành và lấp đầy kho lưu trữ của mình dồi dào. Gần đây con đã trải qua những khó khăn và nói lời tạm biệt với nhiều người đã tạm thời ra đi. Con nghĩ rằng những ngày tốt nhất của mình đã qua, nhưng bây giờ con có thể tuyên bố chiến thắng của mình. Không có gì trong tương lai của con có thể lấy đi những phước lành của con hay tách rời con khỏi cha. Niềm tin của con mạnh mẽ hơn bây giờ. Con đã học từ lời của cha và biết cha tốt. Bây giờ con hiểu những gì cha đã chuẩn bị cho con và gia đình của con. Sự ăn năn của con và quyết định của con để từ bỏ điều ác, con sẽ không bao giờ trở lại con đường cũ. Mọi người trong gia đình của con có thể thay đổi. Một số chỉ cần tìm kiếm cha nhiều hơn. Khi họ quỳ gối, cha sẽ cho họ sự nhạy cảm để biết cha. Không chỉ nghe nói mà còn một cách thực sự và hữu hình, trong tinh thần và sự thật. Có những người khác trong nhà của con cần đưa ra những quyết định quan trọng, thừa nhận những sai lầm của họ và tránh xa những ảnh hưởng xấu. Cha sẽ cho con nhiều tình yêu và kiên nhẫn để nhẹ nhàng chia sẻ những gì cha đã truyền cho con. Nhưng hãy làm điều đó một cách tử tế và dịu dàng. Đừng phán xét người khác. Cha đã gửi con đến để yêu thương và giúp đỡ họ, không phải để trừng phạt hay từ chối họ. Nếu con thực sự yêu và tin tưởng cha, con phải ôm lấy sự thật này. Mọi người có thể thay đổi. Hãy mở rộng trái tim và cho họ cơ hội đó. Cầu nguyện cho họ, giao họ cho tay cha và đối xử tử tế với họ khi con gặp họ. Mỉm cười, bắt tay và chia sẻ thông điệp này: cha yêu họ, cha muốn biến đổi họ. Cha biết suy nghĩ của họ và hiểu sự nản lòng của họ. Nói với họ rằng hôm nay là ngày cứu rỗi. Hôm nay họ nên mở lòng mình ra với cha, thừa nhận những sai lầm của họ và cầu nguyện bất cứ nơi nào họ đang ở. Ngay cả một lời cầu nguyện ngắn cũng có thể ban cho họ niềm vui. Con đang gieo một hạt giống đức tin vào trái tim họ sẽ sớm phát triển thành một cây lớn, mạnh mẽ. Hãy vâng lời cha, tin tưởng cha, học cách sống bằng đức tin. Những vấn đề của con đã được giải quyết. Con có thể sống cuộc sống một cách bình yên ngay từ hôm nay. Những phép màu lớn sẽ bắt đầu. Con sẽ giơ tay cao và ca ngợi danh thánh của cha. Cha có một kế hoạch cho con và nó sẽ được thực hiện, bất kể ai phản đối. Hãy nghe cha bây giờ. Con không cần phải chấp nhận những mảnh vụn mà người khác ném lại. Con có những phước lành của riêng mình và một cha trên trời đón nhận con với tình yêu, chữa lành con, nâng con lên, làm giàu cuộc sống của con và luôn luôn chăm sóc con. Những người đã khiến con vấp ngã sẽ phải hối tiếc về hành động của họ. Những người đã khinh thường con sẽ học được một bài học họ sẽ không bao giờ quên. Cha bảo vệ những người cha yêu và sẽ khiến kẻ thù của con chạy trốn. Cha đang dọn dẹp con đường của con khỏi trở ngại và xung đột. Vì vậy hãy tận dụng thời gian của mình. Đừng tự mình khóa mình lại để khóc về quá khứ đã qua hay la hét vào không khí không ai nghe thấy. Đừng tiếc những vòng tay của những người đã khinh miệt và tìm cách phá hủy con. Cha hy vọng con sẽ không yêu những người vô ơn này hơn cha. Với cha, con sẽ tìm thấy một cuộc sống và niềm vui mà con chưa từng biết đến trước đây. Một cảm xúc đẹp đến mức con không biết nó tồn tại. Cha có một lý do mạnh mẽ để con sống. Cha đang mở một con đường sẽ dẫn con đến giấc mơ của mình. Hãy theo con đường đó. Không cần nhìn lại nữa. Không ai trong quá khứ yêu con nhiều như cha. Luôn muốn điều tốt nhất cho con, ban phước cho con và hướng dẫn con. Cha muốn con cảm thấy an toàn, biết rằng con được yêu thương và bảo vệ bởi một Chúa Trời siêu nhiên. Cha không quan tâm đến những thứ vật chất như vàng hay bạc. Điều khiến cha quan tâm là đức tin và sự chân thành của con. Con có khao khát thay đổi, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, sử dụng tài năng và nguồn lực của mình để ban phước cho người khác, đặc biệt là gia đình con. Con khao khát kể cho thế giới về tình yêu, sự tha thứ và sự cứu rỗi, về con đường và sự thật và làm thế nào trong sự hiện diện của cha, họ có thể tìm thấy sức mạnh để đứng dậy và bắt đầu lại.
hãy để quá khứ lại phía sau. Hãy đưa ra quyết định này cho chính mình và nếu con cần sự giúp đỡ, chỉ cần nói với cha. Cha sẽ vui lòng giơ tay ra. Cha sẽ vĩnh viễn loại bỏ bất cứ thứ gì trên con đường của con cản trở con. Vì vậy, đừng buồn về sự vắng mặt của tin nhắn hay lời chào từ những người từng điều khiển con. Trên thập giá, cha đã hy sinh cuộc sống của mình để con có thể tự do. Con không sinh ra để sống trong sự ràng buộc tình cảm. Con sẽ không còn nhớ những tiếng hét và sự khinh miệt của những người tình giả mạo nữa. Cha đang ban cho con tinh thần của tình yêu, tự chủ, can đảm và trung thực. Nếu con phải đối mặt với những người từ quá khứ của mình hoặc đi qua những ngọn lửa nơi con từng bị bỏng, đừng sợ hãi vì cha ở bên cạnh con. Cha sẽ làm câm lặng miệng của những con sư tử và đánh bại những kẻ chế nhạo con. Con sẽ đi qua lửa và quần áo, tóc hay đế giày của con sẽ không bị hư hại như trước đây. Hôm nay, trong danh thánh của cha, con sẽ đối mặt với những xung đột này và bằng thánh linh của cha, con sẽ vượt qua chúng. Nói với cha bằng đức tin rằng con tin. Kích hoạt đức tin của con, rèn luyện tâm hồn con trong lời của cha và nhớ lại tất cả những lời hứa thánh thiện của cha. Chúng là khiên và gươm của con trước sự thử thách. Ai đang ở bên con? Chúa Tể tối cao, Vua các vua, Chúa của các chúa, Đấng toàn năng trong quyền lực và quyền uy, Đấng ban cho con sức mạnh để vượt qua. Trả lời cha, cha muốn nghe con. Cảm nhận những lời này làm sống lại đức tin bị nản lòng và thắp sáng lại ngọn lửa của khát vọng chiến thắng của con. Nghe, nhận và tin. Amen. Nếu những lời này đã chạm vào trái tim con, hãy để lại bình luận dưới đây để chia sẻ lời cầu nguyện của con. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và người thân của con, để những thông điệp yêu thương này có thể lan tỏa rộng rãi hơn. Nhớ rằng, con luôn được yêu thương và quý trọng. Hãy giữ gìn sức khỏe và luôn tràn đầy cảm hứng. Đến lúc chúng ta gặp lại, chúc con mọi điều tốt lành và tràn đầy niềm vui. Chăm sóc bản thân và những người xung quanh con. Hẹn gặp lại trong những thông điệp tiếp theo.